Hi, hôm nay thì mình sẽ mang đến cho mọi người một cái bốc đựng cái ổ cứng SSD ha. Đây là cái bốc của thương hiệu Asus. Đó. Bốc này thì nó có một cái chất rất là ngầu. Đó. Bên trong hộp thì nó tặng cho mình một cái bao silicon để chống sốc cho cái bốc. Rồi phía bên dưới này thì gồm có sách hướng dẫn này. Đó. Tại cái bốc này mình đã quy siêu trước đó rồi. Đó, thì mọi người xem sơ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ gắn cái bao silicon vào trong cái bốc nhé. Đó, nhìn rất là chắc chắn nha. Cái bốc này nó có giao thức là USB-C, hỗ trợ lên tới 3.1. Sau khi mình cắm vô thì cái đèn RGB nó lên rất là đẹp nha mọi người. Đèn này thì mình có thể đồng bộ qua phần mềm của Asus được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chép thử một cái file nha. Cái file này thì bên trong nó là khoảng 11GB. Mình sẽ kéo thử qua. Thì mọi người thấy là cái tốc độ copy của nó rất là nhanh. Tốc độ copy lên tới gần 300MB. Do là bên trong cái bốc này mình đang sử dụng một cái ổ cứng NVMe nha. Nhưng mà chỉ là loại thường thôi chứ không phải là loại xịn. Loại xịn thì mình nghĩ nó sẽ chạy còn nhanh hơn nữa. Thì cái bốc này mình lưu dữ liệu rất là ok ha. Đó. Đó, chỉ có khoảng hai mấy giây là nó chạy xong rồi, 11GB. Nếu trường hợp copy bình thường thì rất là lâu nha, copy qua những cái ổ cứng HD bình thường đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái bốc ra ha. Thì đây mình dùng cái que mình đặt vào cái lỗ này để mình lấy cái nắp ra. Nắp đó làm bằng kim loại nha mọi người. Đó, có keo tản nhiệt luôn. Rồi bên trong này mình gắn một cục cứng SSD 512, mọi người xem sơ qua ha. Thì link mua mình đặt ở trên phần tiêu sử nha, mọi người lên đó xem và mua nha. Giá nó dưới 1 triệu nha.